Chào các bạn, mình là Tofu. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một bộ phim kinh dị của Mỹ có tên Lời Nguyền Búp Bê Phù Thủy. Câu chuyện bắt đầu vào một ngày của năm 1942, nữ chính cùng con gái Chloe từ London, Anh về vùng quê xứ Wales. Vì cuộc ném bom của Đức, London đã biến thành một chiến trường khốc liệt, rất nhiều người đã chết trong các cuộc không kích và chồng của nữ chính cũng đã mất trong thời gian nhập ngũ. Một người phụ nữ đem theo một đứa con gái thật sự không dễ dàng gì. Thật may mắn một người họ hàng đã đưa họ tới ngôi làng nhỏ này, có thể tạm thời lánh nạn ở đây. Tiếp đó họ gặp một người đàn ông tên Arthur, ông ấy đã đưa hai mẹ con tới nhà trọ, một biệt thự lớn trong rừng sâu. Ở đây thật sự rất lớn, phải gọi nó là lâu đài thì đúng hơn. Adeline cảm thấy hơi lo lắng, ở đây chỉ có hai mẹ con họ, đằng trước rất lớn và đằng sau cũng rất rộng. Ở trong một nơi rộng lớn như vậy, buổi tối thực sự không ngủ nổi, ông chủ nhà nói với cô rằng đừng lo lắng. Đây là tài sản tập thể ở miễn phí, nhưng tiện đưa cô đi xem phòng. Một nơi tốt như thế này tìm ở đâu ra, thật là khó khi nghĩ về nó. Có một nơi che mưa chắn gió với cô là tốt lắm rồi. Sau đó, ông chủ đưa cô tìm hiểu môi trường xung quanh. Đúng lúc này, cánh cửa đang mở, đằng sau hai người đột nhiên đóng lại. Ông chủ nhà giải thích là do gió to, và ông ấy cũng không có chìa khóa để mở cánh cửa này, nói xong cũng rời đi. Thời gian trôi qua, hai mẹ con cũng dần quen với môi trường nơi đây. Và hai người còn cảm giác được những sự việc không được bình thường xảy ra trong ngôi nhà. Một số đồ vật trong nhà sẽ bị dịch chuyển một cách khó hiểu, và những dấu vân tay cũng không thể giải thích sẽ xuất hiện trên tường, nhưng họ cũng không quá để ý. Ngày hôm đó, Chloe đang làm bài tập ở phòng khách và đột nhiên cánh cửa bị khóa lại tự mở ra. Sau đó, không biết cô bé đã nhìn thấy thứ khủng khiếp gì, liền hét lên kinh hoàng. Adeline vội vàng ra khỏi phòng bếp tới xem, nhưng không thấy có gì bất thường. Chloe vẫn đang ngồi làm bài tập, chỉ là khuôn mặt có hơi hốt hoảng. Và không biết từ bao giờ trước mặt cô bé xuất hiện một cô búp bê. Con búp bê này trông rất đáng sợ và rất cổ, có vẻ như đã có lịch sử hàng trăm năm. Sau đó Adeline hỏi cô bé rằng con búp bê này từ đâu mà có. Cô bé nói rằng không thể nói với người khác và chỉ vào con búp bê. Adeline quay đầu lại xem thì con búp bê đã không thấy đâu. Lúc này cô liền tới căn phòng có cánh cửa bị mở ra, trong đó có một chiếc hộp gỗ. Mở hộp gỗ ra, con búp bê vừa biến mất khi nãy lại xuất hiện trong chiếc hộp đó. Điều này thật quá kỳ lạ. Tiếp đó Adeline tới tìm ông chủ nhà để phản ánh tình hình. Ông chủ nhà nói rằng căn phòng đó đã quá lâu rồi, có đồ cũ trong đó cũng là rất bình thường. Còn những thứ khác tất cả chỉ là ảo giác thôi. Bỏ qua chuyện ngày hôm đó, hai mẹ con Adeline vào trong rừng đi dạo và cùng chơi đùa. Nhưng đột nhiên Chloe hét lên rồi biến mất. Adeline tìm rất lâu nhưng không tìm thấy, liền đi báo cảnh sát. Cảnh sát Ronald đã cử 5 sĩ quan đến tìm kiếm trên núi nhưng cũng không tìm thấy. Adeline rất tuyệt vọng, ngày hôm sau tiếp tục tìm kiếm trên núi. Lúc này Chloe đột nhiên xuất hiện chớp nhoáng trước mặt cô với khoảng cách không xa. Adeline vội vàng đuổi theo sau và Chloe chạy một mạch tới nhà của ông chủ nhà. Sau đó lại không thấy bóng dáng đâu nữa. Adeline tiếp tục tìm con gái tại trong nhà của ông ta. Nhìn thấy một số bản thảo nằm rải rác trên bàn, trong đó có ghi tên một cô gái có tên là Marie, bị buộc tội dùng búp bê phù thủy đáng sợ để bắt chồng và con. Adeline cảm thấy chuyện con gái mình mất tích có liên quan đến sự xuất hiện của con búp bê lạ kia. Đang xem rất chăm chú thì ông chủ nhà bước vào. Cô hỏi ông ta về chuyện người phụ nữ mang tên Marie và con búp bê phù thủy. Ông chủ nhà nói cho cô biết, tại nơi cô đang ở có đồn thổi một câu chuyện, vào năm 1660 tại nước Anh có một nữ tu vô tội. Vì bị hoài nghi liên quan đến một số trường hợp trẻ em mất tích nên sắp bị nhà thờ xử tử. Trước khi chết, cô ta đã nguyền rủa con búp bê của mình và nói rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho con người. Ai đó một khi có được con búp bê này hoặc đến gần nó, người đó sẽ trở nên mất trí nhớ. Liên quan tới việc chồng và con của Mary không may chết do ngoài ý muốn, nhưng cô ta nhất định không chấp nhận sự thật này, sau đó phát điên. Hiện tại đang được điều trị tại bệnh viện tâm thần. Và những ghi chú kia đều là cô ta tự tưởng tượng ra và ghi lại. Tiếp đó, Adeline thất vọng rời khỏi nhà của ông chủ. Thời gian nhanh chóng đã qua 7 ngày, vẫn chưa tìm thấy con gái cô. Adeline ngày đêm khóc ròng mong nhớ. Ngày hôm đó, Adeline nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ và quay lại, thì lại thấy đó là con búp bê đáng sợ. Adeline rất sợ hãi, nhưng vì vẫn muốn tìm ra con gái, nên cô lấy hết dũng khí của mình và bước đi tìm con búp bê phù thủy. Trong ảo giác của mình, cô thấy mình quay trở về London, trước mặt là chồng và con gái cô đang vui vẻ chơi đùa. Đột nhiên ảo giác phục tác, chồng và con gái đã bị một bàn tay ma quái nào đó bắt đi mất. Adeline liều mạng nhưng vẫn không cứu được tính mạng của người thân. Cô tuyệt vọng khóc lớn. Và lúc này, ông chủ nhà và cảnh sát tới đây đỡ cô ấy dậy và đưa cô trở lại phòng. Nhưng kỳ lạ là cả hai người đều mặc một cái áo trắng. Thì ra một năm trước, chồng và con gái của cô đã không may qua đời. Adeline vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật, vẫn cứ ở trong ảo giác của mình. Sau đó được đưa tới bệnh viện tâm thần để tiếp nhận điều trị. Mà thật ra Adeline chính là Mary. Lần này dưới sự điều trị của hai bác sĩ, cô cuối cùng cũng nhớ ra tình hình thực tế. Điều này làm cho hai người rất nhẹ nhõm, đã nhiều năm trị loại bệnh tâm thần này.
không có bước đột phá nào cả, nhưng là cách duy nhất để trị liệu. Phương pháp điều trị này rất tàn nhẫn, mọi người quả thật không còn điên cuồng nữa, nhưng sẽ trở nên ngốc nghếch hơn, giống như một xác chết biết đi. Bác sĩ luôn muốn thay đổi tình trạng này. Adeline tỉnh táo chưa được bao nhiêu ngày lại xuất hiện ảo giác, nhưng cô biết đó chính là ảo giác nên cô rất cố gắng để đẩy lùi nó. Nhưng bác sĩ Arthur vẫn cho rằng trị liệu đã thất bại, ông quyết định phẫu thuật thủy não cho Adeline. Vì điều đó mà ông và bác sĩ cảnh sát xảy ra bất đồng. Đêm đó, bác sĩ cảnh sát đã tìm tài liệu, đưa hồ sơ của những người bệnh đã từng phẫu thuật thủy não trong bệnh viện cho Arthur, hỏi ông ta đã xảy ra chuyện gì với họ. Thì ra ông phát hiện những bệnh nhân này đều khẳng định đã nhìn thấy những con búp bê đáng sợ, và con búp bê này còn nói cho họ biết rằng có một vấn đề lớn ở bệnh viện. Nhưng khi bệnh nhân chuẩn bị nói ra vấn đề gì, đều bị ông bác sĩ Arthur quyết định phẫu thuật thủy não. Như vậy không phải là rất kỳ lạ sao? Có phải là có bí mật gì không thể cho người khác biết hay không? Sau đó, nét mặt của ông bác sĩ trở nên nặng nề. Ông ta đột nhiên rút dao ra đâm chết người bác sĩ trước mặt và giấu xác anh ta. Ngày sau, cảnh sát tới phòng làm việc của ông ta để lấy lời khai. Ông ta uống whisky một cách nhàn nhã, nhưng đột nhiên, một giọng phụ nữ vang lên. Ông ta bước ra khỏi phòng để xem xét, con búp bê phù thủy lại lần nữa xuất hiện trước mặt hù dọa ông ta. Sau một câu cảm thán của ông ta, cảnh tượng đột nhiên thay đổi. Sam và Emma là một cặp tình nhân có sở thích khám phá những nơi có sự kiện kỳ lạ. Họ tới bệnh viện tâm thần bị bỏ hoang huyền thoại và ghi lại hình ảnh cho chuyến thám hiểm. Lại nói viện trưởng năm đó bí mật giết hàng loạt các bệnh nhân nữ và cuối cùng chết một cách kỳ quái trong văn phòng. Tương truyền rằng ông đã chết do lời nguyền của con búp bê phù thủy, sau đó nơi này bị bỏ hoang. Vì để tìm hiểu về lời đồn thổi này nên họ mới tới đây. Và Emma vừa bước tới khu bệnh viện bị bỏ hoang đã có một dự cảm không tốt. Vốn là không muốn đi vào, nhưng bạn trai cô không nghe theo ý kiến này, chỉ có thể đi vào khám phá. Họ mang theo lối đi tiến vào văn phòng của ông bác sĩ đã chết, sau đó đi tới các phòng khác trong bệnh viện. Một chiếc xương gỗ cổ đột nhiên mở ra trong cảnh quay của máy ảnh, con búp bê phù thủy được thả ra. Có thể tưởng tượng được rằng hai người sẽ có một cái kết giống như ông bác sĩ năm đó. Câu chuyện đến đây kết thúc. Mặc dù đây là bộ phim của Mỹ nhưng hình ảnh lại mang phong cách của Anh. Cốt truyện cũng có đổi mới nhưng có quá nhiều chi tiết để làm nên ý nghĩa. Các bạn hãy like và bình luận phía dưới. Nếu muốn review về bộ phim nào đừng quên comment cho chúng mình nhé. Tofu hẹn gặp các bạn vào video sau. I will never forgive.